Xin chào buổi sáng đến tất cả mọi người. Mọi người khỏe không? Các bạn khỏe không? Cả nhà khỏe không? Hôm nay mình sẽ làm cái món gọi là nấm đông cô, hay còn gọi là nấm hương luộc ha. Thì luộc để ăn chay các bạn. Thì nấm đông cô khô á, nghĩa là người ta sấy khô á, thì mình sẽ đem đi ngâm ha. Mình ngâm và mình sẽ thay nước, ngâm rồi thay nước khoảng 3 lần hay 4 lần gì đó cho nó sạch cái nấm. Mình bỏ cái nước vàng vàng đi ha. Xong rồi mình sẽ bắt lên, bắt cái nước sôi lên, mình sẽ bỏ nó vô đó. Trước khi mình nấu canh hay mình xào hay mình làm cái món gì ăn đó thì mình phải luộc trước. Thì không biết các bạn chế biến như thế nào, nhưng mà đối với truyền thống của gia đình mình á, là mình sẽ luộc xong rồi mình bỏ một muối nè, đường một chút ít cho nó có vị vừa ăn. Thì khi mình luộc xong á thì cái nấm đông cô nó sẽ vừa ăn ha, mình cũng có thể ăn không cũng được, hay nấu canh hay xào đều rất là, cũng rất là thuận tiện, rất là ngon ha. Tại vì nấm đông cô á có cái mùi thơm rất là đặc trưng. Nhưng mà có một số người, người ta lại không thích cái mùi nấm đông cô các bạn, và người ta cũng không có biết ăn luôn. Nó là cái cách để mà luộc nấm đông cô ha. Mềm, thơm mà không có bị dai. Khi ăn nấm đông cô các bạn phải nhai kỹ nha. Nhai thật là kỹ cho nó nát ra. Tại vì nấm đông cô nó cũng hơi lậu tiêu ha. Nhai thiệt là kỹ cái nấm đông cô. Nấm đông cô là ăn rất là ngon. Và có nhiều người giống như người Hoa, người ta thường hay ăn ha. Thì hôm nay mình ăn chay, mình sẽ ăn nấm đông cô với lại chào ha. Đơn giản như vậy thôi cả nhà ơi. Tại vì giống như ông Phật ông cũng có dạy đó, ăn đơn giản, ăn tối giản ha. Nó là cỏ cây rau củ cũng rồi bữa ăn ha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của mình nha. Đây là cái cách chế biến nấm đông cô khô mình vừa giới thiệu cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Thank you for watching and have a nice day. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Nếu các bạn thích video của mình thì hãy like and subscribe nha. Xin chào cả nhà.